Theo tờ thời báo phố Wall WSG, Trung Quốc đã đồng ý thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ vào tuần tới. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên như vậy kể từ thời chính quyền của Tổng thống Obama, WSG, dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào thứ Hai ngày 6 tháng 11 và sẽ tập trung vào cách giảm nguy cơ hiểu nhầm, tránh chạy đua vũ trang ba bên nguy hiểm giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, Cuộc thảo luận không phải là khởi đầu cho đàm phán chính thức về việc đặt giới hạn cho lực lượng hạt nhân của mỗi bên, như Washington đã làm lâu nay với Moscow, tờ báo Mỹ cho hay. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận gì về thông tin trên. Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 31 tháng 10 nói, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý trên nguyên tắc về việc Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại San Francisco vào tháng 11. Tờ WSJ cho biết, kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân là một trong số các chủ đề hóc búa sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mỹ và trung quốc những tháng gần đây mỹ và trung quốc đã có loạt cam kết ngoại giao song phương phần lớn theo yêu cầu của mỹ để cứu vãn mối quan hệ đang xấu đi sau khi mỹ bắn rơi khinh khí cầu của trung quốc